Resort mua dãy cóc ở cả là trung 75, mức lương 6 và chiều cao 1m94, cân nặng 85 kg, thì nhỏ, chân thuận trái 2 và phải 5. Thuận gốc của thủ môn này bao gồm thủ môn đấm bóng và thủ môn ném xa. Vậy là với hai chỉ số này là thằng của Bizot là tương đối tốt, cộng với chiều cao 1m94 quá tốt rồi. Là 6. Ta sẽ soi xem là số của anh này như nào. Mạnh nhất của anh này khả năng độ 10. Ngoài ra khả năng phản xạ và phản ứng cũng rất tốt. Khả năng phát bóng. Tuy nhiên thì dụng tay, khả năng ném xa. Vậy là đây là một khả năng phát động tấn công rất tốt bằng những tình huống ném bóng xa. Khi đấm bóng thì ta có thể tránh được những pha dứt điểm bằng bóng bổng. Giá của anh bây giờ không hề rẻ chút nào, tại thì vẫn đang còn có thể săn được. Vào in game thủ môn trông như thế nào, phát bóng của anh tốt, lương 6 thì chúng ta còn rất nhiều sự lựa chọn chất lượng. Tuy nhiên thì tại góc, tại mà mức lương không bị tăng lên, các bạn môn này ở vị của cóc thì sẽ luôn chỉ là mức lương 6. Với một cao 1m94 thì chưa cần phải xem bắt như thế nào, nhưng bắt cảm giác là tốt, có thể tốt vai trò của mình. Thế Salah dứt điểm. Cận thành thì khó để mà bắt được. Cao đôi giày rất đẹp. Cam. Đấy. Khả năng phát bóng thì tương đối xa nhưng mà không được chính xác cho lắm. Có chỉ số ẩn là đấm bóng, bóng xa thì cũng là rất tốt. Chuyền bằng chân ổn. Đổ người và đấm bóng là tốt thật. Tạ rất xuất sắc. Cao ổn. Bóng là rất tuyệt vời đấy các bạn. Bóng bóng thì không vượt qua được tầm với và tầm bắt của thủ. Có lẽ điểm hạn chế của thủ môn này chỉ là những tình đến từ đóng xa và gần khung thành.
Vậy thì không có một thủ môn nào có thể cản phá được. Cả là Edwin van der Sar hay là Thaddeus. Vậy là cần phải test nhiều thì chúng ta có thể thấy được là môn này rất đáng dùng trong đội hình. Ưu điểm là một mức cộng với khả năng chống bóng bổng và phản ứng đấm bóng tương tốt. Cơ hội thằng phá bóng bằng chân tốt cũng là tương đối tốt, nói chung là chắc chắn là tốt hơn với hát rồi. Tốc độ cũng tương đối ổn. Cũng bằng cấp nhanh lên để cản phá bàn của phương thì tốc độ của thủ môn cũng là một trong những yếu tố tương đối ảnh hưởng nhiều đến khả năng xác suất cản phá thành công của anh ta. Đối với những thủ môn có khả năng chơi bóng bằng chân, đó thật sự là một thế. Chúng ta đã thấy được những Ederson của Man City dụng chân hay như thế nào, hay là Manuel Neuer là Pickpocket của anh. Thủ môn tốt là một chọn sáng suốt dành cho nhà pin, đặc biệt là mùa giải cóc chính là mùa giải cầu thủ hay chơi hay nhất ở giải đấu châu lục, tức là Pizzo đã chơi rất hay ở Euro, anh có phong độ tốt. Đối với những tình bóng cận thành như vậy thì ta sẽ không có cơ hội để cản phá nhiều. Chuyện thua là bình thường. Khả năng đấm bóng, bắt bóng có tốt ra thì khả năng chuyền bóng của Pizzo cũng là ổn. Khả năng đỡ bước một. Bóng đi chân. Bóng từ tốt đấy chứ. Chân của Raul. Đá Hà Lan thì luôn sản sinh ra những thủ môn chất lượng. Ta có thể đến Edwin van der Sar, tài của rất cao. Anh đã chuyển qua Inter và giành cả Ngoại hạng Anh lẫn cúp C1. Là trận chung kết Champions League năm 2018.
Van der Sar đã cạn phá vô vàn những và đã gây áp lực lên đội John Terry này gật vỗ chuối ngay trên sân tăng cúp cho Manu. Họ thường khả năng đi tốt chiều cao tương đối ấn tượng với sải tay dài năng bắt bóng chắc chắn khả năng nhấm bóng lên và đấm bóng là rất tốt. Ca thì chúng ta vái từ 5 trên 10 trong những thủ môn rất đáng dùng. Cao 1m94 là rất ấn tượng. Tại tay dài. Hạn chế tốt có lẽ là khả năng bay người của anh là hơi chậm. Bóng sút cận thành hoặc xa thì năng thua của anh là cao. Còn lại thì rất ổn. Đặc biệt là khả năng chống bóng bổng. Năng phản xạ đấm bóng.